Bạn ra đường mỗi ngày, đi học, đi làm. Trước khi đi từ ngõ ra, bạn bấm còi, có thể tạm dịch là tôi sẽ đi từ ngõ ra. Trước khi bạn rẽ ra đường lớn, bạn xi nhan, có thể tạm dịch là tôi sẽ rẽ trái. Một thanh niên chở ga bấm còi liên tục, không ngừng nghỉ, điều này có thể tạm dịch là tránh ra cho tao đi, vì tao không thích tránh chúng mày đâu. Bạn tạt đầu xe buýt rú một hồi còi dài thay cho lời muốn chửi. Đèn đỏ thì để nói dừng lại, biển đỏ gạch ngang trắng lại nói cấm đi ngược chiều. Ngôn ngữ giao thông là một ngôn ngữ đẹp, nhiều động từ, một chủ ngữ, không có ngôi thứ ba, xúc tích, dứt khoát. Các tài xế gật đầu cảm ơn khi được nhường đường. Một cô thiếu nữ vẫy tay gọi taxi hoặc là không. Ô tô nháy đèn nhắc nhau, quên tắt đèn pha kìa. Đố bạn, nếu đang đi bỗng giảm tốc và thả hai chân là mặt đất, có nghĩa là gì? Tiếng giao thông cũng là một ngôn ngữ. Bạn tạo ra những câu đơn truyền đạt ý nghĩa, giúp người tiếp nhận hiểu được. Có nhiều động từ trong đó, nếu bạn thực sự suy nghĩ về nó, nếu một ngày bạn không nói được tiếng Việt, chỉ được nói tiếng giao thông thì sao? Không sao cả, miễn là bạn không tới văn phòng bấm còi và bật xi nhan. Nếu muốn nói anh yêu em bằng ngôn ngữ giao thông thì sao? Có thể đi thành chữ I love you này, nháy đèn mã Morse này. Bạn cho rằng ngôn ngữ giao thông là què quặt để diễn tả những thứ trừu tượng, nhưng tiếng Việt cũng không khá hơn. Hãy inbox người yêu nếu có và giải thích bạn yêu người yêu như thế nào. Ngôn ngữ để truyền đạt có thể ở nhiều trạng thái. Nó có thể là dạng tượng hình như ngôn ngữ của giao thông, ngôn ngữ của cơ thể là hình ảnh, là video, chứ không còn nhất mực phải là ngôn từ, là con chữ nữa. Bởi vậy, nếu như bạn quan tâm tới marketing hay quan tâm tới vũ trụ truyền thông đang vận hành như thế nào, có lẽ video này là dành cho bạn. Hãy giữ cho mình một câu hỏi xuyên suốt, ngôn từ là gì đối với người làm content marketing? Đặc biệt là trong thời điểm hiện tại, liệu ngôn từ còn là ưu tiên của người làm content nữa không? Hay thậm chí, ngôn từ đang dần dần trở thành kẻ thù của họ? Trong video này, hãy cùng Spider Room tìm ra câu trả lời cho câu hỏi trên qua bài viết Ngôn từ là kẻ thù của content của tác giả Raskia. Nào, cùng bắt đầu thôi nhé! Hầu như mọi kênh YouTube đều có khởi đầu rất hoành tráng, rất hay ho. Rồi sau một thời gian tự nhiên chất lượng nó bắt đầu đi xuống dần. Hoặc nó bằng, nó không lên như này nữa. Cứ như... Em nghĩ là làm bất cứ nghề gì mình phải có nghề đó. Ví dụ bạn muốn làm solo creator trên mạng YouTube chẳng hạn, thì bạn bắt buộc phải có khả năng quay, dựng, viết và nói. Nhưng mà đúng là đấy là cái giá phải trả khi mà mình làm cái mô hình này. Em nghĩ là bất cứ ai cũng nên rời khỏi cái nơi mình sống và sống chỗ khác thật là xa vào khoảng vài năm để mình thấy yêu cuộc sống hơn. Cái tinh thần lớn nhất ở đây đó là hãy bỏ TikTok xuống, đọc sách, tham khảo và trải nghiệm để mình sống chậm lại, mình biết những cái mà mình đang cần làm là cái gì, chứ đừng bị sao nhãng. Xem toàn bộ ở kênh YouTube Người Trong Môn Nghề, bọn mình có để link ở dưới phần mô tả. Ngôn từ phản bội. Đã bao giờ bạn nghĩ về cách mà ngôn từ phản bội chúng ta bằng những sắc thái của từ ngữ chưa? Diện trong đối diện là mặt, nhưng đối mặt mang sắc thái khác hẳn với đối diện. Đối diện với cái chết khác đối mặt với cái chết. Đối diện giống như là bị đẩy vào thế bị động, đường cùng, còn đối mặt là ngạo nghễ đương đầu với. Có những ngôn từ mang lại cảm xúc lệch xa khỏi ý nghĩa của chúng như là tự do tài chính hay làm giàu sẽ làm ta đề phòng. Hack thì nghe ngầu đấy. Tùy anh là không còn sự lựa chọn nào đâu. Trong marketing, việc sử dụng ngôn từ trong content là việc bắt buộc, nhưng bản chất vẫn là dùng câu chữ để thay đổi suy nghĩ, đổi từ không thành có, lấp đầy khoảng cách giữa việc chưa mua và mua, từ đó điều hướng hành động. Khi bạn nói miễn phí, bạn muốn điều hướng khách hàng mua. Nhưng trước đó, khách hàng đã thay đổi suy nghĩ về sản phẩm. Miễn phí có nghĩa là đây là một món của ôi, chẳng hạn. Tâm trí khách hàng như một bãi mìn trong đêm. Vì nếu ta không biết tại sao ta viết, ta dùng những câu từ này sẽ gợi lên cảm xúc suy nghĩ gì. Ta giống như kẻ bịt mắt lao tới. Marketing thì nên ma danh và tinh ý để đi qua bãi mìn tối tăm đó. Hack kiểu brute force vào mảng content marketing. Facebook từ lâu đã cung cấp API cho phép marketer tạo ra hàng trăm ngàn quảng cáo với một click. Nó hoạt động như sau. Với 3 title, 3 thân bài, bạn tạo ra được 3 mũ 2 bằng 9 quảng cáo khác nhau. Nếu bạn có thêm 3 hình ảnh cho mỗi bài, bạn sẽ có 3 mũ 3 bằng 27 quảng cáo. Bằng các thuật toán, quảng cáo nào ít được user quan tâm như là đọc, tương tác, click,
tạo ra doanh thu sẽ được tự động tắt. Giống như là xả đạn vào bãi mìn vậy. Sau khi đã loại bỏ mọi hiểm họa, ta có thể nhắm mắt lao vào giữa cánh đồng mà chẳng cần biết sự nhạy cảm ngôn ngữ nào đã khiến khách hàng phải lòng ta. Ta tìm ra content chiến thắng, nhưng đôi lúc ta cũng không hiểu vì sao. Sếp tôi từng kể, trước có một bạn làm content chỉ làm đúng một dạng nội dung, đó là nội dung Nobita Doraemon. Nhưng kỳ lạ là tương tác và chuyển đổi cực kỳ cao. Có cái gì nằm trong Nobita và Doraemon chế khiến cho người ta chi tiền cho một game đánh bài nhỉ? Tôi nghĩ rằng mình đang đi giữa hai cách tiếp cận để tìm ra sự thật. Sự thật về cách con người phản ứng với ngôn từ, với ý niệm, biểu tượng, từ đó băng qua bãi mìn, nhảy nhót như một điệp viên trong Totally Spies chăng? Content marketer thì nhỉnh hơn copywriter. Tôi nhớ năm 2013 nổi lên một cơn sốt. Trong thiên hạ, kẻ nào viết status được hàng nghìn like thì có thể vỗ ngực làm chuyên gia Facebook, content marketing, copywriter siêu hạng. Người người nhà nhà thiết tha về con chữ, sinh viên ngây ngô như tôi ùa tới các workshop về copywriter, tin rằng được diễn giả chạm vào tay thì có thể viết ra triệu like, nếu về nhà không rửa tay. Những mạng xã hội na ná Facebook chết rụng, những kẻ tiếp nối mang theo một xu hướng rất đáng ngờ như là Instagram hình ảnh, Pinterest hình ảnh, TikTok video. Người ta nói về việc Mark Zuckerberg làm ta ngu đi, nhưng Facebook không phải kẻ duy nhất. UX UI của TikTok làm tôi thấy mình bị đối xử như một con khỉ. Chúng ta cách tổ tiên ăn lông ở lỗ của mình có 20.000 năm thôi, còn quá nhiều tính năng tiền sử vẫn còn trong ta. Ngày đó ta đâu có đọc mà ta xem, ta nghe, chán để ta bỏ đi tìm cái mới, rất nghiện. Instagram, Pinterest, TikTok được thiết kế để nuông chiều con linh trưởng trong ta, bởi ta hầu như không suy nghĩ bằng ngôn từ mà bằng một tổ hợp hình ảnh, âm thanh, ký ức và cảm xúc. Hiếm lắm thì ta mới lý trí, chứ không như bài học vỡ lòng kinh tế học, tất cả đều lý trí. Vài năm trở lại đây, doanh nghiệp bối rối khi xử lý bài toán content marketing, vì từ lâu content marketing bị gắn liền với câu chữ. Một số ít cấp tiến như hãng đồng hồ si nọ mới chịu tìm TikTok manager, nhưng tôi cho rằng đó vẫn là content marketing thôi. User lên YouTube xem video, lên Insta xem ảnh, lên TikTok xem video, gửi nhau cap màn hình, lưu lại hình ảnh thậm chí còn dễ hơn, đó là content mà user đang tiêu thụ. Đương nhiên, content marketer thì phải biết làm content. Một content marketer tại thời điểm sau năm 2020 là phải biết sử dụng ngôn từ, chỉnh sửa hình ảnh, edit video và âm thanh. Đấy mới là yêu cầu tối thiểu thôi đấy nhé. Bí ẩn marketing mới nhất, trạng thái mua hàng. Một bí ẩn từng rộ lên trong ngành đó là khách hàng có một trạng thái là trạng thái mua hàng. Nền tảng chuyển đổi khó hay dễ là phụ thuộc vào tính chất của nền tảng đó. Ví dụ, người dùng TikTok sẽ có cảm xúc tích cực và vui vẻ hơn trên Facebook, tràn ngập các bài đăng về cướp hiếp giết. Cảm xúc đó khiến khách hàng dễ vào trạng thái mua hàng hơn, có lẽ là như thế. Vậy là sự tiếp nhận của ta còn phụ thuộc vào người nói nữa. Ta nói tình cảm với trai giàu, cơm áo gạo tiền với trai nghèo, không nghe phỏ kể chuyện, không nghe nghiện trình bày. Hiện tượng vẫn chưa có tên gọi chính thức thì phải. Tôi nhớ mình có đọc ở đâu đó rằng bộ não hầu như không phân biệt việc chi tiêu tiền ảo và mua sắm ảo với tiền thật và mua sắm thật. Do đó, maybe việc dụ người ta chi tiền ảo như là su coin khuyến mãi sẽ là một cách khiến khách hàng chi tiền thật dễ hơn chăng? Vẻ đẹp của sự thiếu hụt ngôn từ. Vào năm 2020, hãng đồng hồ Si của Việt Nam cho ra một brand kính mắt W. Họ cung cấp một tính năng cho phép người dùng thử kính mắt ngay trên website thông qua thực tế tăng cường Augmented Reality. Thử kính online, thích thì buy là slogan tôi bịa ra cho họ, nhưng mà trên thế giới, thuật ngữ là try before you buy. Các bạn có nhớ có một thời gian công nghệ tương tác thực tế ảo AR, Augmented Reality, được báo chí và thị trường quan tâm, xuất hiện với tần suất dày đặc. Nhưng mà giờ thì không thấy nữa. Có cái gì đó nằm sau những viễn cảnh huy hoàng của Augmented Reality. Tỷ lệ mua hàng giảm xuống khi có Augmented Reality chăng? Tôi ngờ là vậy, Amazon có tính năng đó và dư sức thêm AR vào mọi danh mục, nhưng họ không làm thế. Zara có AR nhưng chỉ tại điểm bán để thu hút khách hàng tới shop có tỷ lệ chuyển đổi cao hơn online nhiều lần. Gucci dùng AR nhưng xấu tệ. Nếu tôi không nhầm thì hãng V-Kép cũng sẽ sớm nhận ra điều đó. Họ đang cố bán một chiếc kính, nhưng trong thế giới của chủ nghĩa tiêu dùng, consumerism,
khách hàng còn muốn mua một giấc mơ. Nghiên cứu Chick Shopping Dopamine Anticipation Psychology Today cho thấy lượng dopamine trong não con người tiết ra mạnh mẽ gấp 2 lần khi đối mặt với những phần thưởng không dự đoán được. Đó hẳn là vẻ đẹp của việc mở món hàng khi được ship tới, vẻ đẹp của sự thiếu hụt về ngôn từ. Bản thân tôi nghiện nước hoa nên tôi thấm thía được nỗi đau của sự thiếu hụt ngôn từ hay sự bất lực của âm thanh và hình ảnh. Chẳng hạn như họ nói nước hoa rất thơm. Mà nước hoa thì thường là thơm rồi. Họ bảo là hương thuốc lá và vani. Gì á? Tom Ford có chai tobacco vanilla, nhưng mà bạn tôi ơi, nó lại dậy mùi cacao đấy. Họ viết một mùi hương quyến rũ. Thế rồi quyến rũ trai hay là gái? Họ quảng bá rằng hợp với người trên 30 tuổi mặc suit. Thế tôi vẫn không hiểu là nó có mùi ra sao. Trong mắt bạn bè tôi còn thấp kém hơn một tên nghiện hút. Tôi là một kẻ nghiện hít. Thuật ngữ trong giới mê nước hoa là blind buy, tức là liều mua nước hoa không thử trước. Tôi thì có ngôn từ khác cho nó là như đánh bạc vậy, cực kỳ phê. Nhưng nếu tôi được thử trước thì sao? Liệu tôi có còn chi tiền ngu cho một chai nước hoa giá vài triệu vì cồn cào thèm khát rồi ôm đầu đau khổ không? Chắc chắn là không rồi. Ngôn từ nói riêng và content nói chung vì tính chất khơi gợi mang tới một vẻ đẹp siêu thực cho khách hàng. Khách hàng bám lấy chúng để tạo ra những hình ảnh của mình bên sản phẩm, những giấc mơ bên sản phẩm, về con người của họ sau khi có sản phẩm. Giấc mơ thì thường đẹp hơn sự thật. Và bạn tôi à, chỉ cần trả tiền, bạn sẽ được sống trong giấc mơ ấy. Khi nghĩ đến content, hãy nghĩ đến video, vì video là content số 1, King of Kings. Thứ hai là hình ảnh, ngôn từ quan trọng, nhưng không quan trọng đến thế. Nếu bạn là SME, tức là doanh nghiệp có quy mô nhỏ hoặc vừa, hay bạn là một content marketer mới. Nói vậy thôi chứ, tôi là người rất mê ngôn từ, nhưng viết trong thời đại này giống như là chụp ảnh phim vậy. Người sống nhanh sẽ thấy chậm chạp, còn tôi thấy nó là một thử thách mình tự tạo ra để cảm thấy yêu việc sử dụng từ ngữ. Và đó là toàn bộ lý do tại sao tác giả Raskia tin rằng ngôn từ vào thời điểm hiện tại đã trở thành kẻ thù của người làm content. Thế còn bạn, bạn nghĩ sao về ý kiến trên? Hãy comment ở phía bên dưới cho Spider Room biết nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực để chúng mình cố gắng hơn. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Mình là Khánh Linh. Bye!